Rồi, xin chào anh em các bác nha. Thì tiếp tục hôm nay là em test và giới thiệu về con Amly đời nông BMA 2003 La Mã cho anh Hùng ở quận Bình Tân nha. Thì ở đây hôm trước em về được tổng cộng là hai con 3 La Mã và hai con 4 La Mã. À, ở đây còn lại một con trên là con 4 La Mã và con dưới 3 La Mã nha. Toàn là hàng đẹp keng cho anh em chơi các bác chơi nha. Đây là con em test em gửi cho anh Hùng ở quận Bình Tân nha, phường Tân Tạo quận Bình Tân. Về mặt mũi thì em này không có một vết nào hết anh em nha, hàng đẹp keng nha. À, đối với 2003 La Mã là em bán giá là 15 triệu 500 bao ship anh em nha. Đó anh em thấy không, mặt mũi là đẹp keng, mặt mũi là đẹp keng không một tì vết nha. Đó, cái nào có tì vết có chấm phẩy em báo anh em luôn để anh em yên tâm nha. À, đây à, đây là mặt hông anh em thấy ha, những sắc si còn đẹp như mới. Con này phải gọi là đẹp như mới em nhé. Còn cái cạnh này là cái nắp ngoài nó chụp vô là con nào cũng phải vậy hết nha, rồi mới chát về nó cũng có như vậy luôn nha anh em nhé, không phải nghĩ nha. Đó đây là bo mạch vào nè, băng keo còn hết tín hiệu đầu vào rất là đẹp. Con này quá đẹp, hai con về quá đẹp, hai con sau này cực kỳ đẹp luôn. Chân cẳng gác cắm nè, vàng nghế nha, vàng nghế tuyệt đẹp luôn đây nha. À, chân cẳng này. Rồi, đây là con số seri của anh nha, 4706 nha. Đó. Nha anh em nha. Đây, đó. Rồi. Bo mạch đẹp như mơ. Rồi, và tới phần nội thất bên trong. Đây, em quay tổng thể xuống anh em thấy nè. Mặt miếng là rất mới nha, hai con về mới như thế này anh em nhé. À, và còn lại đúng một con 2003 La Mã đẹp tuyệt vời, anh em xem nè, hốc hác sạch sẽ cực kỳ luôn, đẹp như mới luôn đó. 2003 La Mã em còn một con nữa nha, 15 triệu 500 bao ship cho anh em chơi nha. Đấy rồi, đây là cái nắp lưng nó đây. À, nắp bên trong này, nắp lưng này nè, hơi dơ nè, em vệ sinh luôn nha, cái nắp em chưa vệ sinh, lấy vệ sinh đó, đẹp như mơ luôn ha. Rồi thì em sẽ ráp lại và vệ sinh cái này, ráp lại và test luôn để gửi cho anh khách nha. Xin cảm ơn em, chờ em trong giây lát. Rồi đây, cái nắp đã vệ sinh xong nè, không có vết nào luôn nha, rất đẹp, đẹp keng. Rồi con nào đẹp keng là đẹp keng anh em nhé. Rồi ở đây là test chức năng hoạt động nha, bát nước trép là ok hết rồi. À, rồi mùa đông băng giá, lò trái này, lò phải này. Rồi với cái con này chúng ta bấm sụp vào direct vào là bắt trép này chính không có tác dụng nha, phải cho nó đi ra. À, cái thứ hai cái nút red out selector này là cái nút thu âm thôi, chúng ta cũng không có thường sử dụng đến, có nghĩa là chúng ta phải chuyển cái tín hiệu red selector này á, là như mình đang chọn tín hiệu vào là CD thì đã bấm CD. À, còn đây là tuner thì đây tuner sẽ đẩy ra tín hiệu ra đó, vậy thôi. Cho anh em gắn thêm thiết bị, gắn thêm cái thiết bị ra để thâu á. Riêng con hay là bả ba La Mã thì đã có cái cổng rè out rồi, chúng ta có thể tận dụng cái con này là một cái con rè cao cấp cho những cái con bao men khác nhé. Rồi máy kèm dây nguồn riêng theo máy nha, là đẹp keng. Rồi, rồi thì con này quá quen rồi, em không cần phải test âm gì nhiều thêm cho anh em nhé. Test chủ yếu là máy móc, mặt mũi đẹp hết, xuất sắc, sorry cho anh khách nha. Rồi thì tới đây em xin kết thúc clip nha. Anh em nào còn, em còn một con cũng đẹp keng. Rồi 2004 La Mã ha, cũng đẹp xuất sắc nữa. À, đối với con 3 La Mã thì giá là 15 triệu 500, con 4 La Mã là 17 triệu đồng bao ship toàn quốc anh em nha. Xin cảm ơn em rất nhiều.